Như là nhiều bạn đã mong đợi ngày hôm nay đó Thuần sẽ mở đầu video bằng Man Oh Man Hôm qua đó Thuần nghỉ ngơi một ngày để mà nghỉ lễ với gia đình đó thì cũng không yên với thị trường này các bạn Tại vì hôm qua đó chúng ta nhìn thấy được cái giá của Bitcoin đã giảm rất là nhanh Từ cái mức là 60.000 đô mà giảm xuống cái mức thấp đó là khoảng 53.500 đô Hôm nay chúng ta đã trở về cái mức là 56.500 đô rồi Và cảm giác nó là như thế này các bạn Chúng ta giống như đang bị đánh hội đồng ngày hôm qua Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta có chính phủ Đức chính phủ Hoa Kỳ và chúng ta thấy được là Mao cũng muốn tham gia vào và đương nhiên cái người đang bị đánh bên dưới này chính là Bitcoin Hodlers. Bitcoin Hodlers còn trụ được các bạn nhưng mà con thì có thể đã nhập viện rồi. Đó là tình hình của ngày hôm qua và đây là một cái meme nhưng mà hôm qua đó chúng ta thực sự đã nhận được thông tin liên quan tới Mao Gox liên quan đến chính phủ Đức, liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ và chúng ta lại có thêm nhiều thông tin mới hơn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà đã theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội đó thì tôi nghĩ các bạn ít nhiều gì cũng đang nắm bắt được nhiều thông tin tại vì hôm qua đó thường cũng đã dành nhiều thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin trên những mạng so với các bạn hôm nay đây chúng ta sẽ tiếp tục nói tới nhiều cái thông tin mới hơn nhưng mà trước hết đó chúng ta cũng sẽ nói sơ qua những gì đã xảy ra ngày hôm qua để các bạn có thể nắm bắt được tình hình chung là như thế nào các bạn có nên lo lắng bây giờ hay là không những ngày tháng kế tiếp đó chúng ta có thể thấy được những gì và chúng ta cũng có những thông tin có thể là chính phủ Đức sẽ không còn bán trên sàn spot nữa các bạn. Có thể thôi nhưng mà thường có một cái thông tin cũng rất là thú vị là có thể họ đã chuyển qua bán trên sàn OTC rồi. Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó thì hôm qua giảm rất là nhanh các bạn. Giảm khiến cho nhiều người đó cũng rất là lo lắng. Hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được hồi phục lại nhưng mà chúng ta vẫn ở mức là 56.500 đô. Trong khi ngày hôm qua chúng ta ở mức là 60.000 đô thì coi như cũng chỉ hồi là một phần mà thôi các bạn. Hôm qua đó chúng ta nhìn thấy được là ở cái mức thấp có nghĩa là giá của BTC là 53.500 đô Thì đây là cái lần đầu tiên trong năm nay các bạn có thể nói đây là cái lần đầu tiên trong cả cái đợt tăng trưởng này Chúng ta có thể nghĩ cái đợt tăng trưởng là bắt đầu là từ năm ngoái các bạn Lúc mà chúng ta nghe thông tin liên quan tới là BlackRock để đơn để có Bitcoin Sports ETF Thì giá của BTC lúc đó là khoảng 25.000 đô mà thôi Và chúng ta nhìn thấy được là từ đó giá đã tăng lên và tăng lên Tăng đến mức cao là 73.800 đô các bạn Sau khi mà có Bitcoin Sports ETF vào tháng 1 đó Lúc đó giá của BTC là đâu đó là khoảng chừng 40.000 đô Rồi chúng ta thấy được là sau đó giá đã tăng cho lên tới cái mức cao là 73.800 800 đô định mới thì trong khoảng thời gian đó chúng ta đã nói rất là nhiều trên kênh này chúng ta thì là giá tăng rồi có một chút xíu điều chỉnh các bạn 15% thậm chí là cao nhất là 20% chúng ta vẫn chưa có thật sự thấy một cái đợt điều chỉnh gọi là sâu đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là tính tới ngày hôm qua đó thì từ cái mức đỉnh là 73.800 đô cho khôi xuống tới cái mức là 53.500 đô thì chúng ta đã có cái đợt điều chỉnh coi như đáng kể lần đầu tiên trong đợt tăng trưởng này các bạn là 27.52% cái phần trăm điều chỉnh này đó nói chung cũng không phải là cái gì gọi là chúng ta chưa từng nhìn thấy đâu nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm để các bạn có thể hiểu được và ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC đã có một cái sự hồi lại ở cái mức thấp là 53.500 đô lên tới cái mức hiện tại đó là hồi khoảng chừng là 5% các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa cả thị trường đó bây giờ vẫn rất là thấp chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa bây giờ là 2,1 nghìn tỷ trong khi chúng ta đã mức là 2,4 nghìn tỷ cách đây chỉ có vài ngày mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin thì như vậy nhưng mà mà all coin đó thì chúng ta nhìn thấy là không có phải đồng nào cũng có cái sự hồi phục giống như Bitcoin rồi các bạn. Và thật sự chúng ta nhìn vào all coin trong vòng một tháng qua đó thì rất là đỏ luôn. Chúng ta đang nhìn vào đây là biểu đồ so sánh all coins với lại USD. Hầu như đồng nào cũng đỏ hết các bạn. Nếu chúng ta nhìn vào all coins so sánh với lại Bitcoin đó thì các bạn thấy được là phần lớn vẫn là màu đỏ, có nghĩa là trong nhiều tháng qua phần lớn all coins không theo kịp Bitcoin các bạn Và thậm chí chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đó một tháng qua đã giảm rồi khoảng chừng là 20% các bạn All coins thì giảm gấp đôi luôn Chúng ta nhìn thấy được nhiều đồng như là Gala, Notcoin, Corecoin, Beam vân vân Giảm là từ 35 tới 40% các bạn Nhưng mà đương nhiên cũng có một vài altcoin cũng có màu xanh Nhưng mà phần lớn altcoin sẽ là một màu đỏ các bạn Và chúng ta cũng nên hiểu là ngày hôm qua những thông tin đó, nó chỉ xoay quanh Bitcoin mà thôi. Thì à, nếu như chúng ta nhìn vào cái cách logic đó, thì nó không liên quan gì đến Ethereum, không liên quan gì đến Solana, không liên quan gì đến BNB nhưng mà sự thật đó là tất cả đều bị ảnh hưởng các bạn. Cho nên chúng ta nên hiểu là trong thị trường này xu hướng của Bitcoin là xu hướng chung của cả thị trường chứ không phải là chúng ta nghĩ tới là cung và cầu của mỗi một đồng thì cung và cầu quan trọng các bạn. Nhưng mà nếu nói là xu hướng chung đó thì nếu như mà Bitcoin không có ổn thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn altcoin cũng sẽ không có ổn đâu. Yeah. <laughs> chúng ta cũng sẽ có những cái đồng mà nó đi ngược với lại Bitcoin trong thời gian ngắn nhưng mà khi các bạn zoom ra dài hạn hơn nó giống như một tháng, 2 tháng, 3 tháng thì bạn sẽ nhìn thấy được là hầu hết tất cả đều đi theo xu hướng của BTC mà thôi. Cái này nó cũng rất là bình thường thôi các bạn, ở trong thị trường chứng khoán cũng như vậy. Các bạn có thể nghĩ là khi mà chúng ta có một công ty công nghệ lớn như là Apple, Google hay là công ty lớn nào đó mà không có ổn đó thì chúng ta nhìn thấy được là những cái chứng khoán công nghệ nó cũng sẽ không ổn theo. Cũng giống như chúng ta cũng đang nhớ những cái thời kỳ giống như là những cái công công ty xe Hoa Kỳ đã bị thua lỗ Thì bạn có thể nhìn thấy được là một công ty bị thua lỗ, hai công ty bị thua lỗ Nhưng mà những cổ phiếu của những công ty còn lại đó cũng bị ảnh hưởng chung luôn Và thị trường crypto cũng như vậy các bạn Tại vì Bitcoin đó là cái đồng mà nhiều người xem là an toàn nhất trong thị trường này nếu như mà Bitcoin đó không có ổn, người ta mất lòng tin đối với Bitcoin hay người ta đang lo sợ thì người ta sẽ nghĩ là nếu Bitcoin đã không ổn rồi, đó những năm còn lại có thể là sẽ không ổn cho nên họ sẽ một là bán những cái altcoin dồn vào Bitcoin và đã xảy ra cái hiện tượng là nhiều altcoin đã giảm mạnh hơn BTC các bạn và thậm chí có nhiều người cũng bán Bitcoin và rời khỏi thị trường này thôi sẽ chia sẻ thêm một lá nữa với các bạn Nhưng mà Thùng muốn nhấn mạnh cái điều này đó để cho những người nào mà mới đến thị trường nó có một cái cách nhìn nó tổng quát hơn về thị trường crypto như thế nào của các bạn Nó cũng không khác gì những thị trường khác đâu Các bạn nên hiểu là bất cứ như đồng này cho dù là có cập nhật gì đi nữa Cho dù các bạn thấy được là sắp sửa có cập nhật lớn liên quan tới NIA hay là OD hay là EOS hay là bất cứ một cái hệ sinh thái nào Hay là có tin tức nào lớn tốt cho những cái hệ sinh thái này mà Bitcoin không có ổn đó thì tình hình cũng sẽ giống như Bitcoin mà thôi các bạn, thậm chí còn tệ hơn nữa, tại vì quan trọng nhất là dòng vốn và tâm lý ở trên thị trường. Và thường có thể chia sẻ với các bạn là tâm lý trên thị trường đó, từ hôm qua tới bây giờ trong thời gian ngắn thôi các bạn, đã chuyển từ nhàm chán sang bi quan các bạn. Cách đây không lâu đó thì rất là nhiều người kêu gọi và có kỳ vọng là Bitcoin đó sẽ tăng gấp đôi các bạn từ 60.000 lên 120.000, thậm chí là 180.000 hay là 200.000 nhưng gấp hai gấp ba lần. Nhưng mà Bitcoin chỉ cần giảm 10% thôi các bạn chỉ cần giảm trăm trong một ngày thôi thì tâm lý sẽ thay đổi ngay lập tức 180 độ luôn và thường có thể cảm nhận được thông qua mạng xã hội các bạn thông qua những comment những cái bài đăng từ những cái group khác nhau thường có thể cảm nhận được cái tâm lý như thế nào để thường chia sẻ một số thông tin với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp về thông tin thì các bạn có thể thấy được hôm qua đó chúng ta lại thấy những cái tin tức liên quan tới Mao Gox Mao ngày hôm qua đã di chuyển tổng cộng là 47.228 Bitcoin nghĩa là khoảng 2 tỷ 7 đô la các bạn từ ví lệnh sang ví mới chúng ta không biết là cái ví mới này là cái ví mới của ai hay là như thế nào các bạn nhưng mà họ đã có động thái sau nhiều năm Thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng đã thấy được là có thêm một cái lá thư được chia sẻ ngày hôm qua đến từ cái công ty mà quản lý cái số tiền này cho Malgox. Tại vì Malgox đã phá sản rồi, bây giờ tòa đã đã bổ nhiệm công ty để mà xử lý cái chuyện trả tiền cho những cái nạn nhân các bạn. Bây giờ những nạn nhân đó đã trở thành chủ nợ. Thì họ đã nói là họ đã bắt đầu trả tiền cho một số những cái chủ nợ rồi nhưng mà bao nhiêu giờ bao nhiêu người chúng ta cũng không có biết các bạn. Đây là một trong những cái dấu chấm hỏi rất là lớn liên quan đến cái sự kiện của Malgox. Cái gì cũng rất là bí ẩn các bạn và thậm chí đó theo thường hiểu là những cái chủ nợ của Mao Gox thì họ nhận được những cái lá thư khác nhau, có ngày khác nhau tại vì họ có thứ tự khác nhau. Nhưng mà ai nhận được bao nhiêu đó hay là cái thống kê những người bỏ phiếu cuối cùng đó là bao nhiêu người lựa chọn là lấy Bitcoin, bao nhiêu người lựa chọn là lấy tiền những thống kê đơn giản đó cũng không có luôn các bạn. Nói chung thì chúng ta chỉ biết là đã có Bitcoin di chuyển sau nhiều năm từ ví của malgox chúng ta lại nhận được thêm một lá thư nữa đây là cái lá thư thứ hai rồi các bạn lá thư trước đó là một tháng đó nói là họ sẽ bắt đầu trả tiền vào tháng này và các bạn nhìn thấy được là cái lá thư ngày hôm qua đã tiếp tục xác nhận là họ đã bắt đầu trả tiền cho một số chữ nợ rồi và đương nhiên những chủ nợ mà được trả tiền là những chủ nợ mà đã lựa chọn họ muốn nhận như thế nào họ chấp nhận những bao nhiêu phần trăm và họ đã xác minh thân phận và cung cấp đầy đủ thông tin rồi nếu như mà không đó thì một phần đó sẽ không được trả các bạn tại vì phần đó cũng không biết trả cho ai đó là cái điểm thứ nhì liên quan tới Malgox. Chúng ta lại nhận thêm một điểm nữa đó là chính là cựu CEO của Malgox, Mark Palace các bạn cũng đã xác nhận là Malgox đã bắt đầu trả tiền cho những chủ nợ. Thông tin này cùng với thông tin nội bộ mình thường đã chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là 10 ngày đó, cộng với là những động thái của ví của Malgox, cộng với cái lá thư chúng ta vừa nói tới mới đây đó thì rất rõ ràng là Malgox đã thật sự trả tiền được này rồi các bạn. Sau 10 năm từ khi mà Thuận bắt đầu làm YouTube tới bây giờ đó năm 2017 đó hầu như năm nào chúng ta cũng nói tới Mao Gox trả tiền các bạn và cứ bị trì hoãn trì hoãn trì hoãn cuối cùng năm nay là cái năm mà họ đã thật sự trả tiền các bạn và đối với nhiều bạn đương nhiên đây là cái thông tin các bạn không có thích nghe tại vì nó ảnh hưởng xấu đến giá cả nhưng mà đối với bạn nào mà thật sự bị dính vào cái vụ Mao Gox này cách đây rất nhiều năm thì sau 10 năm các bạn khi mà họ phá sản tới bây giờ đã 10 năm rồi thì Cuối cùng sau 10 năm đó, Những bạn đó cũng đã có thể nhận lại được Một phần của cái số lượng nó mất các bạn Nhưng mà đương nhiên cái giá bây giờ đã cao hơn khi xưa Thì hy vọng nó cũng đã bù được một phần Nhưng mà chỉ nhận được một phần mà thôi Và đây là những thông tin liên quan tới Margot Khiến cho nhiều người lo lắng các bạn Và các bạn cũng thấy được là Margot lại di chuyển ngày hôm qua là 1545 BTC là khoảng 84 triệu lên trên sàn Bitbank. Chúng ta thấy được là có nhiều động thái di chuyển từ ví của Mogox nhưng mà chúng ta không biết di chuyển tới đâu. Đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy được là có cái số tiền được di chuyển lên trên một sàn giao dịch các bạn đó chính là sàn Bitbank. Thì sàn Bitbank này là một sàn ở Nhật Bản các bạn Phần lớn chúng ta không có biết đến đâu Tại vì đây là một sàn ở Nhật Bản Sàn giao dịch BTC Đây là một trong những cái thông tin Khiến cho nhiều người lo sợ ngày hôm qua các bạn Nhưng mà thật ra nếu như mà chúng ta Chỉ thấy cái số lượng thật sự di chuyển lên trên sàn là 84 triệu đó Thì cũng không ảnh hưởng đến giá cả đâu Nhưng mà giá lại giảm nhiều như vậy Thì tại vì sao các bạn Thôi sẽ chia sẻ thêm Nhưng mà Thuận muốn nói một điều về các bạn là cách đi hơn một tuần các bạn, thật ra cũng đã gần 10 ngày rồi Thuận cũng đã nhận được một cái tin nội bộ đó là Mao lần này sẽ trả tiền Và Thuận cũng đã chia sẻ cái thông tin đó với các bạn đó Đây là cái bài viết cũng khá là chi tiết à, Và đã viết cách đây khoảng chừng là 9 ngày các bạn, ngày 26 tháng 6 Hôm nay là ngày 5 tháng 7 tại Hoa Kỳ Thì cũng đã có rất nhiều bạn xem những cái thông tin này các bạn Và Thuận cũng đã có những cái thống kê chúng ta cũng không biết chắc chắn được là bao nhiêu sẽ được trả các bạn thường chỉ có thể là dựa vào những thông tin mà thường có được mà thôi và thậm chí đó như thường đã nói mới đây mỗi người có thể nhận được một cái thông tin khác nhau nhưng mà dựa theo như mình thường nắm bắt được thì chúng ta sẽ đối đầu với lại cái lực bán đến từ mao vào mùa hè này các bạn và theo thương hiểu đó đâu đó là khoảng chừng là 1 tỷ ba đô la các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thông tin chi tiết nhưng mà điều quan trọng mà thường muốn truyền đạt với các bạn là chúng ta có khả năng thấy một mùa hè đầy dao động vì cái sự kiện này các bạn còn về giá có đơm hay không đó tùy theo nguồn cầu như thế nào nhưng mà nhìn mặt tích cực đó, thì sự kiện này sẽ xảy ra một lần mà thôi các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái bài đã chia sẻ cách đây chín ngày rồi nhưng mà hôm qua đó khi mà nghe thông tin liên quan tới Mao di chuyển và có một số BTC đã được trả rồi khiến cho nhiều bạn lại bất ngờ nhưng mà thông tin này đã nói lý đâu những bạn nào mà theo dõi kênh sẽ không có bất ngờ đâu các bạn chúng ta đều đã nói trước là phải chuẩn bị tinh thần cho mùa hè này sẽ là một cái mùa hè mà chúng ta sẽ có lực bán đến từ Mao lực bán đó ảnh hưởng như thế nào đó với giá đó thì chúng ta phải chờ mới biết được các bạn tại vì tùy theo nguồn cầu như thế nào Chúng ta mới biết được là cái ảnh hưởng giá ra sao. Nhưng mà chúng ta đều phải có cái sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà không biết tại sao ngày hôm qua lại khiến cho nhiều bạn bất ngờ về cái thông tin Margot's này đây cũng là lý do tại sao mà thường thường hay lập gặp lại một số cái thông tin trong những cái video tại vì không biết là nhiều khi chia sẻ sớm quá là các bạn lại quên mà chia sẻ cần quá đó, thì lại không có đủ thời gian cho các bạn giống như chúng ta cũng đã từng nói đến sao bitcoin hai bình thì giá như nào các bạn giá đó nó sẽ không có như nhiều bạn mong muốn đâu chúng ta cũng đã từng nói đến là thường sao bitcoin hai bình là 6 tháng 8 tháng thì chúng ta mới bắt đầu thấy cái sự ảnh hưởng từ cái sự kiện hai bình vào giá cả những đợt trước đó cũng như vậy các bạn bao nhiêu được hai bên trước đây đã đều là như vậy. Sau khi hạ bình thậm chí giá nó còn có sự điều chỉnh nữa là một điều mà chúng ta đã thấy rất nhiều lần rồi. Không có gì gọi là quá bất ngờ hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy giá không như mong muốn đó thì nhiều bạn lại nói là hai bình đã 3 tháng rồi tại sao giá chưa có pump các bạn? Thì đương nhiên dựa trên lịch sử giá đâu có pump trong thời điểm này đâu. Nếu như tính cái thời điểm này so với lại cái thời điểm này của những chu kỳ trước đó, thì giá Bitcoin đáng lý rồi là phải là bao nhiêu Thôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết một lát nữa nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục đi Thì ngoại trừ việc liên quan tới Mt. ngày hôm qua chúng ta lại thấy được là chính phủ Đức lại tiếp tục di chuyển thêm Bitcoin ngày hôm qua các bạn lên trên những sàn giao dịch tổng cộng là 1.300 BTC là khoảng 75 triệu một lần nữa con số không phải là kinh khủng như đâu các bạn chỉ có 75 triệu mà thôi nhưng mà di chuyển lên ba sàn các bạn Bitstamp, Kraken và Coinbase các bạn nhìn thấy được là là 500 BTC di chuyển lên sàn Bitstamp, 400 lên sàn Kraken và 400 còn lại là di chuyển lên trên sàn Coinbase. Nhưng mà những cái sự kiện này là khiến cho nhiều bạn lo lắng các bạn và điều này mới là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy giá cả giảm mạnh. Cái lý do chính tối thuần tại sao mà chúng ta thấy giá của Bitcoin giảm mạnh ngày hôm qua trong thời gian ngắn đó không phải là tại vì cái lực bán đến từ Mao hay là cái lực bán đến từ chính phủ Đức rồi các bạn. Tại vì những con số chúng ta nói tới đó, giống như ta vừa nói tới con số với chính phủ Đức đó, là khoảng 75 triệu lúc mà chúng ta tính cái thời điểm di chuyển hay là chúng ta nói tới cái thông tin liên quan tới ma gos thì cái số lượng thực sự được di chuyển lên trên sàn bitbang đó là 84 triệu còn lại đó thì di chuyển ở đâu chúng ta vẫn chưa có rõ hiện tại nhưng mà nếu chỉ tính hai cái này đã thì cũng không đáng kể đâu các bạn nhưng mà cái điều khiến cho giá cả giảm mạnh đó chính là nó gây ra cái sự lo sợ khiến cho nhiều người bán tháo các bạn khiến cho nhiều lệnh long bị thanh lý khi mà giá giảm có thể là giá giảm chỉ có 5 6% gì đó mà thôi nhưng mà trong thời gian ngắn dẫn đến là chúng ta thấy là có nhiều lệnh long bị thanh lý, khi mà nhiều lệnh long bị thanh lý dẫn đến là giá lại giảm tiếp tục các bạn và nhiều lệnh long khác lại bị thanh lý và chúng ta có một cái hiện tượng gọi là long squeeze các bạn và hôm qua đó trong vòng 1 giờ đã có 126 triệu đô la lệnh long bị thanh lý các bạn và trong vòng 24 giờ ngày hôm qua đó chúng ta có tổng cộng là 215.302 lệnh đã bị thanh lý, con số không hề nhỏ đó các bạn. Đây là chúng ta tính một giờ mà thôi và chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ đó lúc chụp cái hình này lại đó thì 573 triệu bị thanh lý. Trong đó chúng ta nhìn thấy được là phần lớn là lệnh long mà thanh lý các bạn, gần như 500 triệu còn lại lệnh short mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng lệnh long bị thanh lý ngày hôm qua đó, chúng ta nhìn thấy được là cái màu đỏ này nghĩa là lệnh long bị thanh lý thì chúng ta đang ở cái mức là gần bằng cái thời điểm mà FTX phá sản các bạn có nghĩa là vào tháng 11 của năm 2022, cái số lệnh long bị thanh lý bây giờ đó gần bằng cái số lượng bị thanh lý thời điểm FTX phá sản và nó nhiều hơn so với tất cả những thời điểm mà thường nghĩ là nhiều bạn mới tham gia kênh này đó thì chưa từng chứng kiến các bạn tại vì nếu các bạn tham gia sau khi mà FTX phá sản năm 2022 thì các bạn chưa hề nhìn thấy cái số lượng long bị thanh lý nhiều và trong thời gian ngắn như vậy cho nên mới dẫn đến là giá giảm mạnh nữa, các bạn có thể nói cách đơn giản là những cái thông tin khiến cho cái sự lo sợ tăng cao khiến cho mọi người bán tháo khiến cho giá xuống khiến cho rất nhiều đình long về thanh lý và đây mới là cái mấu chốt dẫn đến giá giảm mạnh ngày hôm qua chứ không phải là lực bán đến từ mao hay là đến từ chính phủ đức các bạn và ngày hôm nay thì sao ngày hôm nay đó thì mọi thứ nó đã ôn hòa trở lại các bạn nói chung là chúng ta đã không tiếp tục nhìn thấy nhiều đình long về thanh lý nữa trong vòng một giờ qua chúng ta nhìn thấy được là có một triệu lệnh long bằng thanh lý nhưng mà ngược lại lại có 30 triệu lệnh short bằng thanh lý thay vì giá lại tăng trở lại từ 53.000 đô mà có thể là nhiều bạn đã bắt đầu short ở cái mức là 53.000 đô ngày hôm qua thì tới cái mức này đã dẫn đến là có khoảng chừng 30 triệu lệnh short bằng thanh lý nhưng mà trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng cũng không có còn là nhiều nữa các bạn 438 triệu thì 438 triệu đó cũng không phải là nhiều trong một ngày đâu thậm chí ngày hôm qua Lúc mà thường chụp lại cái mức này đó là 573 triệu cũng không phải là một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý đâu Nhưng mà cái mấu chốt ở đây đó là trong thời gian ngắn Khi mà các bạn dùng trang web coin class các bạn có thể đi vào cái phần liquidation các bạn và bên dưới này là các bạn có thể chuyển cái khung thời gian các bạn thích giống như thuận thích sử dụng một giờ đi thì các bạn nhìn thấy được là đây là cái khung thời gian một giờ thì chúng ta nhìn thấy được là cái vấn đề không phải là bị thanh lý liên tục trên một ngày mà bị thanh lý trong khoảng thời gian là vài tiếng đồng hồ các bạn giống như chúng ta nhìn thấy được hôm qua đó tổng cộng là có 5 tiếng đồng hồ bị thanh lý số lượng lớn trong khoảng thời gian đó nhưng mà sau đó, đó thì mọi thứ nó đã ổn định cho lại các bạn giá cả đương nhiên thì giảm sau khi bị thanh lý nhưng mà sau đó chúng ta lại không tiếp tục nhìn thấy nhiều lệnh lon bị thanh lý nữa nhưng mà hôm nay lại có lệnh short bị thanh lý đó là cái lý do tại sao mà giá giảm mạnh ngày hôm qua tại vì có nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý các bạn và khi mà giá giảm đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó ngày hôm qua là 29 Để thùng refresh lại xem coi là cái chỉ số đó bây giờ là bao nhiêu các bạn thì chỉ số đó ngày hôm nay đó là 26 còn tệ hôm qua nữa đã rất lâu rồi chúng ta mới có chỉ số tham lam và sợ hãi nghiêng về sợ hãi các bạn tại vì chúng ta cũng đang thấy được là giá bitcoin đã tăng mạnh nói chung đó là từ giữa năm ngoái tới bây giờ và ở mức 26 này đó để thùng zoom ra các bạn thấy rõ hơn chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này dài hạn đi thì đây là cái biểu đồ tham lam và sợ hãi thì các bạn nhìn thấy được là cái mức bây giờ ngay cái mức này đó nó tương đương với cái thời điểm là tháng 1 của năm 2023 hay là chúng ta thấy được là nó còn sâu hơn cả tháng 9 của năm 2023 nữa thì các bạn có nhớ là tháng 1 của năm 2023 là lúc đó là giá bịt không bao nhiêu hay là không lúc đó giá BTC chỉ có 16.000 đô thôi các bạn đó chính là cái thời điểm 2 tháng sau khi mà Mao phá sản vào tháng 11 tới tháng 1 của năm 2023 Giá Bitcoin chỉ có 16.000 đô mà thôi. Thì nghe như là cái mức giá này đã có từ rất lâu rồi các bạn, nhưng mà chỉ mới đầu năm ngoái thôi, chúng ta đã ở mức 16.000 đô. Chúng ta rất là mau quên Bitcoin tăng trưởng nhanh như thế nào từ năm ngoái tới năm nay. Nhưng mà cái sự lo sợ ngay bây giờ nó bằng với lại tháng 1 của năm 2023 khi Bitcoin 16.000 đô. Cho các bạn có thể hình dung được là cái sự lo sợ bộ hoang mang từ hôm qua tới bây giờ nó như thế nào các bạn. Nó rất là hoang mang luôn. Và thông sẽ nói điều này với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin mới hơn nhất là liên quan đến chính phủ Đức. Cách đây vài tháng, nhiều bạn hỏi thuận đó là ai ai của Bolus và tin Bitcoin 100.000 đô là trong tầm tay. Có phải như vậy là quá dễ hay là không? Thật ra đó chỉ cần Bitcoin điều chỉnh là nhiều người sẽ bi quan ngay và rời khỏi thị trường này. Đây sẽ không phải là lần duy nhất Bitcoin đơm như thế này đâu các bạn. Có thể đây là cái lần thứ cả trăm mà thuần mà nhiều bạn đã trải qua trong vòng 7 năm qua rồi. Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô nhưng mà không phải ai cũng xứng đáng để có được BDC trong tay khi mà ngày đó đến đâu. Đó là điều mà thuần muốn gửi đến cho các bạn trong cái phần này của video. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái uh, lịch sử được chia sẻ bởi Lord Davis các bạn. Thì các bạn thấy được đây là lịch sử của cái chu kỳ năm 2018 nhưng mà những chu kỳ kia cũng sẽ tương tự như vậy. Chúng ta nhìn thấy được là có tổng cộng là 12 đợt các bạn. Đây là cái lúc mà giá tăng trưởng thôi không phải là cái lúc mà giá giảm đâu. Trong cái thời gian mà tăng trưởng chúng ta nhìn thấy đã có 12 đợt điều chỉnh rất là sâu các bạn. Chúng ta có những đợt như là hồi tháng 5 đi thì chúng ta nhìn thấy được là điều chỉnh xuống 42%. Bitcoin giảm 42%, chúng ta vẫn tiếp tục là một cái con đường uptrend như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Kế đó chúng ta nhận được là tới cái thời điểm này các bạn chúng ta nhìn thấy được là giảm tới 34.35%, rồi kế tiếp giảm 33.72%, rồi kế tiếp giảm 32.88%, rồi chúng ta lại có cái đợt giảm 40% trước khi mà Bitcoin đi từ cái mức là 1.800 đô mà đi thẳng tới cái mức là gần 20.000 đô các bạn. Và trên con đường đó lại có thêm những cái đợt điều chỉnh như là 30% rồi 25%. Bitcoin trên con đường tăng trưởng đó thì đều sẽ có những cái đợt điều chỉnh. Cái này không có gì gọi là quá bất thường hết các bạn. Không có gì mà tăng mãi mà không có điều chỉnh và ngược lại. Không có gì mà xuống mãi mà không có điều chỉnh hết. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi ClassNom. Thì biểu đồ này đã cũng chỉ tính cái lúc mà tăng trưởng của từng chu kỳ mà thôi Và từ bên tay trái đó đây là cái chu kỳ năm 17-18 các bạn Mà chúng ta nhìn thấy được là kế đó là cái màu xanh lá cây Là chu kỳ chúng ta trải qua năm 2021 Cái màu đen là chu kỳ hiện tại Thì chúng ta nhìn thấy được là cái màu xanh dương này đại diện cho cái phần trăm điều chỉnh và điều chỉnh bao nhiêu lần trong cái đợt tăng trưởng của năm 2017-18 thì các bạn có đã thấy thường chia sẻ rồi tới mười mấy lần rồi các bạn và chúng ta nhìn thấy được là trung bình điều chỉnh 23.6% cho đến gần 40% đó là chúng ta thấy được là thường xuyên xảy ra trong chu kỳ đó và thậm chí cái chu kỳ năm 2021 mà tôi nghĩ là nhiều bạn lúc đó bắt đầu tham gia kênh đó, thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái đợt điều chỉnh các bạn cái đường màu xanh lá cây này các bạn nhìn thấy được điều chỉnh 23% rồi tới 38% thậm chí đó chúng ta cũng có những cái đợt điều chỉnh lên tới là hơn 50% rồi sau đó lại tiếp tục con đường uptrend. Cái đợt này đó trên căn bản chúng ta nhìn thấy là biểu đồ này vẫn chưa có update cái sự kiện ngày hôm qua nhưng mà tính cho tới cái biểu đồ này đó thì các bạn có thể nhìn thấy là cái màu đen này ra điều chỉnh cũng chẳng bao nhiêu hết các bạn Chúng ta đang chứng kiến là từ khi mà chúng ta bắt đầu uptrend tới bây giờ Chỉ có khoảng chừng là 15-20% mà thôi Có thể nói cái đợt này là cái đợt đầu tiên mà chúng ta chứng kiến một cái đợt điều chỉnh mà coi như đáng kể các bạn gần 30% Nhưng mà nó có quá khác biệt so với những chu kỳ trước đó hay không thì không đâu các bạn Các bạn nhìn thấy được là cái mức 23.6% này là cái mức mà chúng ta thường thấy điều chỉnh xảy ra trong một cái sự tăng trưởng đó là về lịch sử của Bitcoin điều chỉnh như thế nào Nhưng mà các bạn có thể thấy là tình hình bây giờ đó thì tâm lý nó rất là tệ các bạn Nhiều người đã chuyển từ chán nản tại vì giá Bitcoin đi hàng ngàn cũng khoảng chừng là 3 tháng Rồi sau đó chúng ta lại thấy cái đợt đâm ngày hôm qua Thì đã chuyển từ chán nản qua bi quan các bạn Nhưng mà sự thật tới khi các bạn zoom ra thì các bạn mới thấy là giá của BTC bây giờ so với lại cách đây không lâu như thế nào Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày hôm qua là ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ các bạn Ngày lễ July 4 thì cái mức giá ngày hôm qua đó lúc mà chúng ta có tấm hình này là 57.920 đô các bạn có biết là ngày lễ độc lập của năm 2023 lúc đó giá là 30.966 đô các bạn có thể nhìn thấy được là cái mức giá năm nay cho dù đã có cái đợt điều chỉnh mạnh ngày hôm qua chúng ta vẫn cái mức giá là gần gấp đôi so với lại cái t một năm các bạn thôi không nói là cái tên 5 năm hay là 4 năm thôi chỉ nói là cái tên một năm mà thôi chúng ta nhìn thấy được là so với năm 2022 Lúc đó đó thì ngày lễ July 4, ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ là 19.750. Năm 2021 các bạn, ngay cái đợt Boren lúc đó đó là 34.973 vẫn thấp hơn là ngày hôm qua. Năm 2020 đó thì rất thấp các bạn, chỉ có 9.000 đô, năm 2019 chỉ có 11.000 đô và năm 2018 chỉ có 6.000 đô mà thôi và đương nhiên năm 2017 cái năm mà có sự tăng trưởng mạnh của cái mùa đó đó giá Bitcoin là 2.598 đô và trước đó nữa giá Bitcoin là dưới 1.000 đô thì các bạn có thể zoom ra có thể thấy được cái sự tăng trưởng của BTC như thế nào sẽ có những cái đợt điều chỉnh các bạn sẽ có những cái mùa bear market đó là một điều mà không thể tránh khỏi trong tất cả thị trường tài chính nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là khi bạn zoom ra và các bạn tự nhắc nhở mình Tại vì sao mà các bạn đầu tư vào thị trường này Thì các bạn sẽ tự có câu trả lời là nên làm gì Thường không đi khuyên ai làm gì hết các bạn Tại vì mỗi bạn sẽ có mỗi cái vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau Bản thân Thuận đó, thì hiện bây giờ vẫn đang tiếp tục trung bình giá hiện tại Còn về bạn cần làm gì đó thì Thuận chỉ có thể chia sẻ những cái thông tin Và các bạn có thể tự ra quyết định cho bản thân của mình Nếu như mà các bạn cảm thấy được là cái sự giảm giá ngày hôm qua Khiến cho các bạn quá lo lắng hay là các bạn cảm thấy được là Bitcoin dây động như vậy đó Thì quá ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn Thì có thể câu trả lời thật sự là các bạn không nên tiếp tục nữa Như Thuận đã nói Bitcoin sẽ tiếp tục con đường của mình Cho dù là có bạn hay là không có bạn Có ETF hay là không có ETF Có chính phủ đức bán hay là không có chính phủ đức bán Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình Có mau gót sao tiền hay là không có mau gót sao tiền Thì cũng như vậy mà thôi các bạn Con đường dài hạn đó thì không có gì thay đổi đối với Thuận hết Nhưng mà con đường này đã không dành cho tất cả mọi người giá Bitcoin hiện bây giờ là 56.600 đô có thể giảm nữa hay không thì đâu ai biết được rồi các bạn ngày mai có thể hồi phục mạnh hay không thì cũng hoàn toàn có thể không gì là không thể hết cái mà tôi muốn nói đến là không phải là ngày mai ngày mốt hay là một hai tháng tới Mà cái mình thường nói tới đó chính là Cái xu hướng dài hạn của BTC như thế nào Và đó là điều mà tôi muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là Đây là cái thống kê Bitcoin đã sao Sau khi mà có sự điều chỉnh của ngày hôm qua Thì chúng ta có thể nhìn ngắn hạn Giống như là trong vòng thời gian là Một tháng qua Thì các bạn nhìn thấy một tháng qua đó Thì giá Bitcoin giảm 20.77% Coi như cũng là một sự điều chỉnh đáng kể các bạn Nhưng mà trong vòng 3 tháng qua đó Thì chỉ giảm có 16% mà thôi 6 tháng qua nửa năm vừa rồi đó thì vẫn tăng 28% các bạn. Từ đầu năm tới bây giờ vẫn tăng 34% và trong vòng một năm qua vẫn tăng 85%. Tới bây giờ so với giá một năm trước đó thì vẫn tăng 85% các bạn. Khi mà chúng ta so sánh với giá đầu năm tới bây giờ thì vẫn tăng 34% chỉ là trong ngắn hạn chúng ta nhìn thấy được có một sự điều chỉnh. Và thường chia sẽ thêm một cái thông tin nữa liên quan đến uh, chu kỳ của BTC chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm những thông tin mới hơn. Thì đây là cái bài viết được chia sẻ bởi Ben Cohen các bạn. Thì uh, các bạn nhìn thấy được là Ben Cohen đã so sánh những chu kỳ. Và chúng ta có nhìn thấy được là trên căn bản đó, giá Bitcoin tuy đã có cái sự điều chỉnh ngày hôm qua, bây giờ mức là 56.600 đô. Nhưng mà tính theo lịch sử đó thì giá Bitcoin vẫn đi trước cái lịch sử chu kỳ các bạn tại vì chúng ta cũng đã có cái định mới trước khi mà có bị coi haven đó là điều mà chưa từng có trước đây và nếu chúng ta tính theo cái phần trăm đó thì tương đương với là những chu kỳ trước đó thì giá bình không bây giờ là nếu như mà đi đúng chu kỳ đó thì đâu đó khoảng chừng là 42.000 đô mà thôi giá bây giờ vẫn cao hơn so với lại chúng ta nhìn vào những lịch sử chu kỳ trước đó là sự chia sẻ đến từ Ben Cowin Chúng ta bây giờ sẽ không nói đến những cái thông tin lịch sử hay là những cái chu kỳ nữa các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin mới hơn Thì chúng ta cũng thấy được là đối với cái sự bán Bitcoin của chính phủ Đức đó, Thì đương nhiên cộng đồng của crypto cũng đã kêu gọi trên những mạng xã hội là tại sao lại phải bán như vậy Tại sao lại đem lên trên sàn spot bán mà không đem lên trên sàn OTC Thì chúng ta có một người có tên là Joanna Koda Đây là một thành viên độc lập của Quốc hội Liên bang Đức các bạn Và đã kêu gọi chính phủ Đức ngừng bán Bitcoin và Joanna Coda đã thông báo cho Michael Krasnumer, Phó Chủ tịch Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, Christian Lindner, Bộ trưởng Tài chính Liên bang, cũng như Thủ tướng của Đức, là điều này đã phản tác dụng. Cô đã mời họ tham dự buổi thuyết trình của mình với Samson Mao và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Cũng khá là lâu các bạn, bây giờ mới tháng 7 mà thôi, tới ngày 17 tháng 10 thì mới có cái buổi thuyết trình của Samson Mao về Bitcoin đối với chính phủ Đức thì à uh, Joanna Koda cho biết trong thư của mình là Bitcoin là một tài sản chống lạm phát do tính khan hiếm của nó thì mới đầu tôi đọc thông tin này đó, thì có thể là một cái nghị sĩ, một cái người làm chính trị muốn nổi tiếng mà thôi Cho nên mới nói về Bitcoin nhưng mà có thể có tác dụng nữa các bạn Tại vì hôm nay đây chúng ta không thấy chính phủ Đức di chuyển lên trên sàn giao dịch nữa Mà chúng ta thấy được là cũng có cái sự di chuyển Chúng ta nhìn thấy được là trên căn bản đó, từ đầu tháng tới bây giờ ngày nào chính phủ Đức cũng di chuyển hết Và di chuyển lên trên sàn giao dịch nhưng mà chúng ta có thể thấy được là hôm nay cũng có di chuyển và họ đã di chuyển là 500 47 BTC các bạn nghĩa là khoảng 30 triệu đô la nhưng mà điều thú vị đây là họ di chuyển lên trên một cái ví thuộc về Flow Traders thì thường cũng rất là tò mò các bạn Flow Traders này là gì thì thường cũng đã lên trang web chính thức của họ các bạn đây là trang web của Flow Traders và thường muốn xem coi là họ là công ty cung cấp dịch vụ như thế nào thì các bạn thấy được là họ nói đó trên trang web chính thức của họ cái phần này nè thì họ nói là Flow Traders liên tục cung cấp thanh khoản để đảm bảo thị trường duy trì sự bền bỉ và tiếp tục hoạt động một cách cho trật tự. Thực tế ra chúng tôi hoạt động như một cơ chế ổn định, giúp hấp thụ các cú sốc thị trường thì nghe như là flow traders là công ty cung cấp dịch vụ otc cho các bạn có thể chính phủ đức đã nhận ra là việc bán trên các sàn spot không có lợi gì cả chỉ khiến cho mọi người hoang mang mà thôi và dẫn đến giá giảm cũng đồng nghĩa là họ thu được ít tiền hơn không biết tại sao mà họ phải đợi tới ngày hôm nay đã mới sử dụng một sàn otc cái này chỉ có họ biết mà thôi các bạn nhưng mà có phải họ sẽ sử dụng sàn otc từ đây về sau hay không đó thì cũng không có rõ thôi chỉ biết là hôm nay họ di chuyển lên trên flow traders là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái thông tin này các bạn và chúng ta nhìn thấy được Flow Traders là một cái công ty dựa theo Arkham đó thì họ làm việc với nhiều sàn lắm các bạn họ làm việc với lại sàn Binance, Coinbase, Gate.io thì giống như là họ là một công ty có thể kết nối người mua và người bán rồi sau đó họ sử dụng những cái sàn này để mà di chuyển Bitcoin và họ giúp di chuyển tiền cho người bán đây là cái thông tin mới nhất liên quan đến chính phủ Đức các bạn thì nếu là như vậy đó, thì ít ra chúng ta cũng sẽ không nghe nói tới chính phủ Đức di chuyển lên trên sàn để mà bán nữa nhưng mà thật ra cái số lượng họ di chuyển không phải là nhiều đâu các bạn vài chục triệu và chục triệu mỗi ngày đối với lại cái số lượng tiền mà chúng ta nhìn thấy trade hàng ngày đó thì không có đáng gì đâu nhưng mà cái thông tin đó dẫn đến nhiều bạn hoang mang và dẫn đến là thị trường lại rất là tiêu cực các bạn và cũng giống như được chia sẻ bởi CEO của Crypto One nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng tiền mà đẩy lên trên sàn để mà bán đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo siêu của crypto Khoan chúng ta có thể ước tính là từ năm 2023 tới bây giờ là 224 tỷ đô la các bạn và cái số lượng bitcoin tịch thu bởi chính phủ Đức đó, thì không biết họ tính như thế nào nhưng mà họ nói là cái real life cap đó là khoảng 9 tỷ đô la Tính như vậy đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái con số này cho dù họ bán hết đi nữa chỉ có 4% của tổng cái số lượng tiền được đẩy lên trên sàn mà thôi. Có nghĩa là về dài hạn đó thì vài tỷ đô la không có ảnh hưởng gì đến thị trường nội các bạn. Chỉ là nếu như họ bán hết một lúc trên sàn spot đó, thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất là xấu. Nhưng mà nếu như mà họ chia ra để bán đó, thì cũng không có ảnh hưởng gì liên quan đến giá cả nhiều đâu. Chỉ là cái suy nghĩ là họ bán khiến cho thị trường hoảng loạn mà thôi cũng giống như là đã từng chia sẻ với các bạn và điều các bạn nên hiểu đó là ai bán cũng có lý do hết các bạn và đương nhiên khi họ bán thì họ cũng muốn có giá chứ đâu có ai mà muốn đâm lên trên thị trường khiến cho giá giảm đó gì thì họ cũng đâu có được lợi ích gì đâu các bạn ngoài trừ được chúng ta nói tới những cái cá voi mà họ muốn làm giá thị trường mà thôi nhưng mà trên thực tế đó nhiều người bán tại vì họ có lý do để bán thì họ muốn bán với cái giá tốt thì cũng không có lý do gì mà họ đâm cùng một lúc các bạn và điều này đó cũng liên quan đến tình hình hiện bây giờ giá bây giờ mức là 56.500 đô các bạn thì ngày hôm qua đã giá giảm mạnh xuống 53.000 đô có thể khi mà thấy giá giảm mạnh như vậy đó có thể là một số người khi mà họ nhận được Bitcoin của mình trong tay mà thấy giá giảm mạnh họ cũng không muốn bán bây giờ nhưng mà khi mà giá bắt đầu hồi phục trở lại đó thì họ lại sẽ bắt đầu muốn bán các bạn cho nên chúng ta sẽ đối đầu với một cái lực bán nó có thể là kéo dài hơn là nhiều bạn nghĩ thuần đó thì không biết được tương lai các bạn nhưng mà thuần nghĩ là chúng ta sẽ không thấy giá Bitcoin có sự hồi phục nhanh đâu đối với thằng này như vậy tại vì khi mà giá bắt đầu có sự hồi phục giá sử chúng ta trở về cái mức 60.000 đi thì sẽ có một số người họ có thể là không muốn bán ở cái mức là 55.000, 53.000 nhưng mà 60.000 họ cảm thấy được là ok có thể bán một phần. Cho nên chúng ta có thể đối đầu với lại một cái lực bán nó dài dẳng cho mùa hè này cũng như cái bài viết thường này chia sẻ với các bạn cái tay gần 10 ngày. Và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến Justin Sun các bạn. Justin Sun là founder của Tron và cũng là chủ của một số sàn giao dịch thì đã đề nghị mua lại toàn bộ Bitcoin từ chính phủ Đức. Hiện tại đây chính phủ Đức vẫn đang lưu trữ là 2 tỷ 3 các bạn Thì con số không hề nhỏ đâu Thuận biết là Justin Sun có tiền nhưng mà Thuận không biết là tiền ở đâu ra nhiều như vậy các bạn 2 tỷ 3 là con số không hề nhỏ Cho nên không biết là Justin Sun nói thật hay là chỉ nói như vậy để cho mọi người chú ý mà thôi Nhưng mà đương nhiên trên thị trường chính phủ Đức thì hoàn toàn không có phản ứng gì hết Nhưng mà hôm nay ít ra cũng có một cái động thái là họ đã sử dụng một cái công ty thứ ba để giúp họ bán một phần chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi là họ có tiếp tục sử dụng sang OTC hay là không. Cái điều mà thông cảm thấy là bất ngờ hơn đó là chúng ta đã Chứng kiến một cái thời điểm rất là tệ ngày hôm qua Thường đó, mỗi lần mà tình hình tệ một chút Chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền rời khỏi những quỹ Bitcoin Spot ETF rất là nhiều Và Thuận thì đã chuẩn bị tâm lý hôm nay sẽ là một ngày mà rất là đỏ các bạn Về việc là cái số lượng tiền rời khỏi những quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ Nhưng mà không phải các bạn Chúng ta vẫn có rescale bán Nhưng mà ngoại trừ rescale bán ra đó, thì toàn bộ là màu đen hiện bây giờ hết đương nhiên chúng ta vẫn còn ba công ty vẫn chưa có công bố các bạn và trong đó có cả BlackRock nhưng mà các bạn nhìn thấy được là Fidelity đã có dòng tiền dương là 117 triệu và Grayscale đã bán chỉ có 28 triệu mà thôi chúng ta có Ark Invest là 30 triệu Bitwise là 11 triệu nói chung thì bây giờ chúng ta đang có dòng tiền dương là 143 triệu các bạn. Đây là một cái sự bất ngờ. Có thể nói là Wall Street kỳ này đã không làm chúng ta thất vọng các bạn. Họ đã bought the dip chứ không phải là họ <laughs> hoảng loạn về bán như những lần trước. Cái này họ cảm thấy được đó là cái cơ hội tốt để mà tích lũy với những mức giá tốt hơn và một số những cái thông tin thường đọc trên mạng nó nói là những người mà mua Bitcoin Smart ETF tăng lỗ hiện tại thì cái đó không đúng được các bạn các bạn nên nhớ là khi mà Bitcoin Smart ETF bắt đầu đó lúc đó giá Bitcoin chỉ có 40.000 đô mà thôi thì bây giờ mức là 56.000 57.000 thì giá Bitcoin bây giờ vẫn đang có lời các bạn khi mà có thông tin cuối cùng thì chia sẻ trên những mạng xã hội để các bạn nắm bắt được dòng tiền hôm nay là như thế nào và có rất nhiều bạn đó hỏi về cái phần trăm Bitcoin lời bao nhiêu thật ra trong vòng mấy ngày qua đó thì cacao classo của thùng gặp uh, chút xíu vấn đề nhưng mà bây giờ đã không thành vấn đề rồi các bạn để thường chia sẻ đây các bạn nắm mắt được là cái phần trăm bên trong có lời đó thì bây giờ đã giảm xuống còn 74% phần trăm rồi các bạn và như thường thường hay chia sẻ thuần thích cái phần trăm này dưới 80% phần và chúng ta bây giờ đã À, mức là 74.78% hiện tại rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là về tình hình chung đó của thị trường tài chính thì những cái chúng ta nói tới đó chỉ ảnh hưởng liên quan đến crypto mà thôi chứ còn tình hình chung của thị trường tài chính thì lại rất là lạc quan chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số à, chỉ số Dow Jones hôm nay đã kết thúc là tăng 0.17%, chỉ số S&P 500 kết thúc là tăng 0.54% và chúng ta nhìn thấy được là Nasdaq đã kết thúc là tăng 0.9%. Chúng ta nhìn thấy được chỉ số S&P 500 và Nasdaq lại tiếp tục đóng lại một ngày kỷ lục nữa các bạn Bây giờ mức rất là cao luôn Thì lý do tại sao là tại vì chúng ta có cái thông tin đó, xấu liên quan đến tình hình kinh tế Nhưng mà lại tốt cho thị trường tài chính các bạn Đó chính là tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 4.1% các bạn Số lượng việc làm phi nông nghiệp đó, tăng thêm 206.000 trong tháng Cao hơn so với dự báo là 200.000 của Dow Jones nhưng mà thấp hơn cái con số là 218 000 trong tháng 5 thì các bạn có thể cảm thấy khó hiểu tại sao mà chúng ta lại có thêm việc làm nhưng mà phần trăm thất nghiệp lại tăng lên thì tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nhưng mà số lượng việc làm phi nông nghiệp cũng tăng điều này có nghĩa là nhiều người đang làm nhiều công việc cùng một lúc các bạn để mà chống lại lạm phát cũng như là nhiều người trong chúng ta các bạn trong cộng đồng crypto này thì các bạn đã biết là à, thường vừa làm YouTube, thường vừa phải làm công ty, à, thường vừa phải lái xe rap rồi vừa phải làm McDonald nữa. Các bạn cũng như vậy thôi. <laughs> nó giỡn một chút bên thôi các bạn nhưng mà sự thật đó thì chúng ta nhìn thấy được là tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ đã tăng lên 4.1 cao hơn ước tính là 4.0 các bạn nhìn thấy được là nó tăng từ từ chúng ta nhìn thấy được là từ 3.6 lên 3.7 3.8 rồi trở về 3.6 nhưng mà bây giờ đã mức là 4.1 rồi các bạn cái mức này thường nghĩ là Fed bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi 4.1 không phải là cao nhưng mà nó đợi cái ngưỡng là nếu như mà cứ như vậy đó thì sẽ không có thể cứu vãn được các bạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy những chỉ số như lạm phát đó một khi đã tăng rồi thì rất là khó để mà đẩy lùi khi mà phần trăm thất nghiệp tăng rồi thì rất khó để mà đẩy lùi tại vì nó không có phải giống như là một cái trò chơi điện tử cái bạn bấm nút này thì nó sẽ có cái này xảy ra bấm nút kia có cái kia xảy ra đây là ở ngoài đời thật các bạn giống như bây giờ giả như tình hình thất nghiệp nó tiếp tục tăng cao đi và fed cảm thấy là lo lắng quá bắt đầu giảm lãi suất đi thì fed giảm lãi suất ngày hôm nay cũng đâu có nghĩa là người ta sẽ ra mướn người rồi các bạn một số công ty đã phá sản rồi thì lấy đâu mà họ mướn người nữa và những công ty mà họ còn đó thì họ đã sa thải nhân viên bây giờ họ có thể tiếp cận với cái nguồn vốn có thể là rẻ hơn có thể là họ có thể ổn định từ công ty nhưng mà cũng không nghĩa họ sẽ mướn thêm người các bạn họ đang trong tình trạng là hoang mang cho dù họ tiếp cận được với lại cái nguồn vốn với cái giá rẻ này nữa đó thì cho dù là họ bắt đầu mở rộng kinh doanh ra thì cũng phải tốn một thời gian sau họ mới mướn người chứ không phải là họ sẽ mướn người ngay lập tức đâu các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà chúng ta nói tới tăng giảm lãi suất nó không có hiệu ứng ngay lập tức nó có cái độ trì hoãn rất là cao cho nên đó, Fed phải nên suy nghĩ cẩn thận trong cuộc họp kế tiếp có nên giảm lãi suất hay là không. Bây giờ đây thị trường mới đăng nhiên về tháng 9 các bạn. Nhưng mà đây là cái thông tin mà chúng ta thấy là trong thời gian này đó là một thời gian thú vị trong lịch sử của tài chính. Tại vì tin tức tốt là tin tức xấu mà ngược lại tin tức xấu như là phần trăm thương nghiệp tăng là, là tin tức tốt cho thị trường. Dẫn đến là cả ba chỉ số đều tăng hết các bạn. Nói chung đó, về crypto thì thường cảm thấy được là gần đây đã có một cái sự kiện gì đó một ai đó muốn khiến cho cái sự lo lắng trên crypto tăng lên các bạn chúng ta nhìn thấy được là hầu như tất cả đều ảo ạt liên quan tới mau gót xả tiền liên quan đến là chính phủ đức bán chính phủ hoa kỳ bán hầu như tất cả đã xảy ra cùng một lúc để gây cái sự hoang mang tột độ trong thị trường crypto còn về chứng khoán đó thì các bạn nhìn thấy được là liên tục đạt đỉnh mới Hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì kết thúc ở mức là 83 độ 44 cent cũng vẫn là cái mức mà hơn 80 độ các bạn không phải là cao nhưng mà cũng là mức mà chúng ta cũng nên quan tâm đó tại vì lần này tôi cảm thấy nó ở cái mức hơn 80 đô lâu hơn là trước đây các bạn thường đó thì nó qua 80 đô nhưng mà trong thời gian ngắn mà thôi sẽ trở về dưới 80 đô. Lần này đó thì các bạn thấy được là ở cái mức hơn 80 đô cũng khoảng 2 tuần rồi. Hợp đồng của vàng hôm nay đó thì lại có sự tăng trưởng các bạn tăng 1.28% ở mức là gần 2.400 đô hiện tại. Về những thông tin khác đó thì chúng ta có một cái thông tin liên quan tới nước Anh, họ sẽ có một cái thủ tướng mới sau khi mà Đảng Lao động giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử ở ở Vương quốc Anh, thì chúng ta thấy được là Keir Starmer là lãnh đạo đảng lao động, cũng sẽ là thủ tướng mới và ông chưa từng đề cập đến crypto trước đây. Cái chúng ta quan tâm tự nhiên là tổng thống mới, thủ tướng mới thì có quan điểm gì về crypto, nhưng mà thủ tướng mới của nước Anh thì vẫn chưa có đề cập đến quan điểm của ông về thị trường này các bạn Nhưng mà đảng của ông, đó, đảng lao động cũng đã từng bình luận là muốn nước Anh trở thành trung tâm thô kinh hóa chứng khoán và tiền cư thuật số của quốc gia Chúng ta phải chờ mới biết thêm thông tin và đối với Hoa Kỳ đó thì các bạn sẽ được là có một cái bài báo đó chính là The Economist các bạn và họ có một tấm hình bìa đó rất là nhạy cảm luôn. Các bạn có thể hiểu tại sao rồi tại vì đây là cái xe để mà hỗ trợ người già để mà đi được các bạn một cái giấy đi thì chúng ta có thể nhìn thấy được là bên trên này đó thì để cái logo của tổng thống Hoa Kỳ. Đương nhiên họ muốn ám chỉ là tổng thống Joe Biden đã quá già rồi và nên rút lui. Các bạn có thể nhìn thấy được là có rất là nhiều áp lực tiếp tục kêu gọi tổng thống Biden rút lui và người thừa kế Disney và những nhà tài trợ giàu có của đảng dân chủ nói là họ sẽ không tiếp tục tài trợ cho đảng của ông cho đến khi mà Joe Biden rút lui. Tính đến hôm nay đó thì tổng thống Biden vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ rút lui hết các bạn Tuy là như vậy nhưng mà trên Polymarket thì vẫn cho thấy là khả năng là có 62% tổng thống Biden sẽ rút lui các bạn Nhưng mà ngày hôm nay đó lại có cái clip ngắn này, tôi chia sẻ với các bạn Clip này là 15 giây mà thôi Thì trong cái cuộc vận động ở Madison, Wisconsin Thì tổng thống Biden lại một lần nữa khẳng định là ông sẽ không rút lui và không ai có thể ép ông rút lui được hết Tôi thường chia sẻ cái clip ngắn này Well guess what, they're trying to push me out on the race các bạn thấy rồi, ông nói là có một thế lực nào đó muốn đẩy ông ra khỏi cuộc đua nhưng mà ông sẽ ở lại và ông đã chiến thắng Donald Trump và ông sẽ chiến thắng Donald Trump một lần nữa vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghiêng về là ông sẽ rút lui các bạn Nhưng mà thật sự mới nói nếu ông rút lui đó Thì uh, nhiều người cho là ông sẽ thông báo ngày hôm qua Ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ Nhưng mà không có các bạn Và bây giờ đã thời gian từ đây đến bầu cử không còn bao nhiêu xa nữa Bây giờ đã là tháng 7 rồi các bạn Tới tháng 11 đã bầu cử rồi Chỉ còn 4 tháng nữa thôi Thì làm sao mà đủ thời gian nếu như mà ông cứ kéo dài hoài Và đương nhiên đối với thị trường tài chính Thì họ thích ông tiếp tục ở lại Và đối với crypto thì tôi nghĩ là nhiều bạn cũng thích là Tổng thống Biden tiếp tục ở lại tại vì phần thắng bây giờ đang nghiêng về cựu tổng thống Donald Trump và trong hai người đó thì hiện bây giờ cựu tổng thống Donald Trump thân thiện hơn với lại crypto các bạn và chúng ta còn bài thông tin nữa thông sẽ chia sẻ nhanh tại vì cái video cũng khá là dài rồi các bạn thấy được là kể từ năm 2019 thì khi mà những công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ bắt đầu tiết lộ cái lượng thiết hại carbon của họ thì những công ty công nghệ lớn đó họ đã thải ra nhiều carbon hơn toàn bộ hoạt động Bitcoin từ năm 2014 sự bùng nổ của những cái sản phẩm và dịch vụ như là AI như là ChatGPT đã làm tăng thêm lượng khí thải này và tính riêng Amazon đã tạo ra lượng khí thải carbon dioxide mỗi năm nhiều hơn tất cả những máy đào Bitcoin trên toàn thế giới. Và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tại Hàn Quốc các bạn, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc FSS hôm nay đã thông báo là họ phát triển một hệ thống giám sát 24 giờ với các sàn giao dịch địa phương để mà sàng lọc mọi hoạt động đáng ngờ trên thị trường crypto. Hệ thống này để dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 19 tháng 7, ngày mà khuôn khổ pháp lý đầu tiên của Hàn Quốc về bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử có hiệu lực. Khuôn khổ pháp lý tiền điện tử bao gồm hai phần các bạn, phần đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7. Nói chung đó thì các bạn thấy được là phần lớn những cái sàn đó họ nói là 99.9% đã tuân thủ cái quy định này rồi thì có nghĩa là những sàn giao dịch khi mà họ nghi ngờ cái số tiền này đã không rõ là nguồn gốc từ đâu hay là có liên quan đến rửa tiền thì họ sẽ phải báo cáo với Bộ Tài chính Hàn Quốc để mà điều tra. Đây là cái thông tin chúng ta nhận được từ Hàn Quốc. Chúng ta cũng nhận được thông tin đến từ Nga. Thì Nga đang xem xét cho phép sử dụng stablecoin để mà thanh toán quốc tế. Chúng ta được là Phó Chủ tịch Ngân hàng Nga là Lexi Gusnov cho biết vấn đề này đã được đề xuất và đang thảo luận. Một số công ty Nga và Trung Quốc đã, đã sử dụng stablecoin cho các giao dịch nhưng mà quy mô vẫn rất là nhỏ. Trong đốc ngân hàng Nga cho biết là ngân hàng đã mềm mỏng hơn với việc sử dụng crypto để mà tránh định trừng phạt từ phương Tây. Cái này là điều mà chúng ta cũng đã nói tới khá là nhiều rồi các bạn. Thì có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là ở nước Nga chúng ta có hai cái ý nghĩ đối lập với nhau và trong vòng bao nhiêu năm qua đã nghe ủng hộ hay không ủng hộ thay đổi liên tục nhưng mà tới bây giờ đó thì có hai cái suy nghĩ đó lập các bạn thứ nhất đó là bộ tài chính của nước nga và thứ hai đó chính là ngân hàng trung ương nước nga ngân hàng trung ương nước nga đó thì không ủng hộ crypto các bạn họ không ủng hộ sử dụng crypto tại vì họ lo lắng đó là người dân sẽ sử dụng crypto và ảnh hưởng đến giá trị của tiền của nước Nga Nhưng mà bộ tài chính thì nói là cần phải sử dụng crypto Tại bây giờ có nhiều lệnh trừng phạt Thì cần phải có crypto để có thể là di chuyển Và người dân có thể sử dụng crypto Để có thể mua bán đối với những đối tác ở nước ngoài Cho nên nó cần thiết để có thể phát triển nền kinh tế của nước Nga Các bạn thấy được là hai cái suy nghĩ này nó đối lập với nhau Tại vì nếu như mà chính phủ nước Nga sử dụng stablecoin Sử dụng crypto đó Mà ngược lại nói là người dân không được sử dụng Tại vì họ nói là crypto có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước Nga nhưng mà người người dân sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì tại sao chính phủ sử dụng được mà người dân không sử dụng được các bạn thấy được là họ đang gặp phải vấn đề đó thứ nhì nữa đó là những công ty stablecoin lớn như là tether usdc thì nói là họ sẽ ngăn chặn và họ sẽ tuân theo những cái lệnh trừng phạt cho nên họ cũng không thể sử dụng những cái stablecoin lớn các bạn có thể là một cái stablecoin giao thức hay gì đó họ có thể sử dụng được nhưng mà về stablecoin lớn thì rất là khó cho nên đây là cái vấn đề mà đã được thảo luận hiện tại nghe như là ngân hàng trung ương nước nga cũng đã mềm mỏng hơn và cũng đã biết là cái xu hướng đó chính là chấp nhận crypto các bạn và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Consensus Họ đã mua lại một công ty gọi là Wallet Để mà tăng cường bảo mật cho ví MetaMask Thông vấn chưa có rõ là họ tích hợp như thế nào Nhưng mà nói chung đó, họ nói là MetaMask Sẽ tích hợp tính năng bảo vệ của Wallet Để mà giúp cải thiện, phát hiện những cái lừa đảo Và xác minh giao dịch cung cấp bảo vệ tốt hơn cho người dùng trong môi trường của Web3 Và cái đội phát triển của Wallet Coin Thì sẽ chuyển qua làm việc cho MetaMask và cái thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới Aptos Chỉ những người nào mà quan tâm Thì Aptos Labs đã giới thiệu Aptos Connect Cho phép sử dụng ví trên môi trường web 3 mà không yêu cầu người dùng nhớ khóa cá nhân Người dùng có thể đăng nhập vào ví bằng tài khoản Google mà sử dụng bằng chứng không kiến thức hay là zk proof để mà xác nhận danh tính của mình. Tuy nhiên cái ví này đã phụ thuộc vào bảo tài khoản của Google của người dùng và điều này có thể gây nhiều rủi ro đến tài khoản nếu như mà bị xâm phạm. Thì đây cũng không phải là cái gì gọi là mới mẻ đâu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều những dự án khác chúng ta à, nói tới là những cái ví như là Magic Labs hay là chúng ta thấy được là Web3 OT À, hay là ngay cả Coinbase Smart Wallet cũng đã có những cái tương tự như vậy cho phép người dùng sử dụng Google hay là Apple ID thì chúng ta chỉ biết là bây giờ Aptos cũng sẽ có cái dịch vụ này để cho những người dùng mà chủ yếu là những người dùng mà họ không hơi rành về công nghệ đó các bạn thì họ chỉ biết là login sử dụng Google hay là Apple ID mà thôi thì các bạn thấy được là họ có thể sử dụng Google ID để login được nghĩa là sử dụng cái account Google của mình Và Apple nói là Apple ID sẽ có trong tương lai Nhưng mà đương nhiên nó lại liên quan tới bảo mật của Google và Apple Cho nên nếu như mà Google, Apple các bạn không có an toàn nữa Thì các bạn có thể là bị xâm nhập và mất tiền Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong video ngày hôm nay Tuân hy vọng là các bạn như nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn